thời gian khoảng 4-5 năm nay thì cái khớp gối của tôi bị thoái hóa. Tôi cũng đã đi tìm hiểu và chữa trị rất là nhiều nơi, thuốc bắc, thuốc tây, rồi là đi bệnh viện. Thì tình cờ tôi được biết ở cái trung tâm cảm xạ thì có một cái phương pháp mà thật chỉ yên tâm chữa về cái đau khớp gối rất là hiệu nghiệm và nhanh chóng. Cho nên tôi đã tìm đến đây và hôm nay là cái buổi đầu tiên tôi tham gia cái lớp hướng dẫn này. Sau một thời gian rất là ngắn, khoảng 15 phút thì tôi thấy được cái sự hướng dẫn của trung tâm về cách điều trị cái giải quyết cái đau khớp gối thì tôi thấy có biến chuyển rất là tốt. Chúng tôi rất là chân thành cảm ơn và cũng rất mong là những cái bệnh nhân khác cũng biết được cái trung tâm này để đến để phần nào để giúp cho mình giảm cái cơn đau và mãn tính này. Xin cảm ơn trung tâm. Biết coi trên mạng rồi lên đây chữa cũng giảm được 50%. Tháng qua một quá trình làm á thì nó bớt thì khoảng 40%. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.